dùng bổ hoàn dương trong thời gian gần đây thì sẽ được tặng một lọ tinh chất hàu như thế này nha mọi người. Và nếu như ai đang trong cái vấn đề là bị yếu sinh lý xuất tinh sớm hoặc là muốn dương vật to hơn và dài hơn, mọi người liên hệ cho em Hoa để dùng cái lọ bổ hoàn dương. Và hiện tại thì đang có chương trình đó là mua một hộp bổ hoàn dương thì mọi người sẽ được tặng một hộp tinh chất hàu như thế này 50 viên. Và như các bác cũng đã biết thì tinh chất hàu rất là tốt cho sức khỏe sinh lý nam giới, đặc biệt nó là giúp cải thiện cái tinh trùng của các anh, và nó rất là tốt cho hệ tiêu hóa cũng như là cái nguyên liệu để cấu tạo nên cái viên tinh chất hàu này, đó là từ nhân sâm này, ba kích này, vitamin B1, B2, vỏ nang lúa mạch này, sản xuất từ nha đam này, đó từ nhân sâm này, toàn những là nguyên liệu quý hiếm. Vậy nên là nếu như bác nào mà muốn cải thiện cái tình trạng về yếu sinh lý xuất tinh sớm và đặc biệt đó là dương vật của các anh không được như mong muốn, mọi người muốn cải thiện cho to hơn và dài hơn, bự hơn thì mọi người hãy comment xuống đây để em Hoa sẽ tư vấn cho mọi người một cái sản phẩm sẽ giúp cho các bác là lấy lại phong độ cũng như là tự tin cho mọi người nhé. Chứ không thì bây giờ mọi người rất là nhiều các anh là than thở với Hoa rằng cái dương vật của mọi người không được như mong muốn á, thì rất là nhiều các bà vợ cũng như là người yêu thì nói chung là cảm thấy là không hài lòng cho lắm, cũng như là cái vấn đề mà mình quan hệ bị yếu và xuất tinh sớm thì mọi người cũng cần phải cải thiện ngay để giúp cho bản thân mình khỏe hơn. Đặc biệt đó là đối với các anh mà hiện nay mới đang ở độ tuổi 20, 30 mà đã ở trong cái tình trạng là vừa mới vào đã chớ rồi thì mọi người cần phải cải thiện ngay và chữa ngay, để lâu dài thì sẽ rất là ảnh hưởng đến sức khỏe sinh lý. Về sau rồi nó sẽ gây là nó loạn cương dương và nó không thể lên được, có nghĩa là dương vật nó không thể cương cứng được. Vậy nên là mọi người hãy trị dứt điểm càng sớm càng tốt, thì vừa không tốn thuốc cũng như là vừa không tốn quá nhiều tiền mọi người nhé. Nói chung là người ta ở phòng bệnh hơn chữa bệnh, một khi là đã bị bệnh rồi mà lại để lâu rồi, nó đang ở cái giai đoạn gọi là bị quá nặng rồi thì sẽ rất là tốn nhiều thời gian cũng như là tốn thuốc mà lại không được như thuở ban đầu. Vậy nên là mọi người hãy cân nhắc kỹ và muốn tìm hiểu cái sản phẩm này thì mọi người có thể liên hệ với Hoa qua số Zalo 0788 302 840 hoặc comment xuống bên dưới này, Hoa sẽ tư vấn cho mọi người sử dụng các cái sản phẩm một cách ok nhất để mang lại một cái sức khỏe sinh lý cho mọi người nha.